Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Phụ kiện Samsung. Và hôm nay Phụ kiện Samsung sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu ốp lưng đến từ thương hiệu nổi tiếng Zynga. Đây là một mẫu ốp lưng chống sốc dành riêng cho Samsung Galaxy S10 Plus. Trên tay mình đây là mẫu ốp lưng Zynga Onyx cho Galaxy S10 Plus. Và đây là sản phẩm chính hãng của Zynga, thì nó có tem nhập khẩu ở phía sau đây ạ. 360 độ technology, đây ạ. Bảo vệ rất là tốt mà cầm nắm dễ dàng. Đây là vỏ hộp của cái mẫu ốp lưng Zynga Onyx, là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ cho cái sản phẩm của các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cái mẫu ốp lưng Zynga Onyx này. Đây trên tay mình đây là cái chiếc ốp lưng Zynga Onyx. Thì đối với cái thiết kế của cái mẫu ốp lưng Zynga này thì nó khá tương đồng với một vài mẫu ốp lưng của Spigen. Kể cả về chất liệu của nó thì cũng khá là tốt ạ. Đây. Nó đạt tiêu chuẩn an toàn của quân đội Mỹ ạ. Đây, Zynga Original Design. Ở phía bên trong thì nó có in chìm Zynga Onyx ạ. Thương hiệu và nó có những cái khe để giúp cái điện thoại của bạn thoát nhiệt cách nhanh hơn. Made in Korea, sản phẩm này được sản xuất tại Hàn Quốc. Đây tất cả các góc cạnh của nó. Mặt sau thì phía cạnh trên và cạnh dưới thì được thiết kế cái dạng cắt. Đây nó có một cái đường cắt từ bên cạnh trái sang cạnh phải đó. Rất là đẹp. Và ở phía dưới thì nó được thiết kế bởi những cái vân kẻ chéo. Phía trên cũng vậy, rất là đẹp. Và những cái phần cắt của cái lỗ quét camera này cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lắp thử cái ốp lưng Zynga Onyx này vào chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus. Đây, trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus ạ. Đây, thao tác lắp thì khá là đơn giản, các bạn lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Thì đây cũng là một mẫu ốp lưng chống sốc tương đối tốt cho Samsung Galaxy S10 Plus. Nhưng mà mặc dù là mẫu ốp lưng chống sốc nhưng nó cho khả năng cầm nắm thì rất là gọn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy là sau khi mình lắp chiếc Samsung Galaxy S10 Plus vào này, cầm rất là gọn. Tất nhiên là đối với cái hàng chính hãng này thì các bạn yên tâm là tất cả những cái lỗ khoét của nó thì được thiết kế rất là chính xác. Và các phím bấm của nó cũng vậy, các bạn cho cái thao tác bấm rất là nhẹ, cực nhẹ luôn ạ, giống như các bạn không sử dụng ốp. Phần cạnh trên và cạnh dưới cũng như rất nhiều mẫu ốp lưng chống sốc khác thì nó được thiết kế cao hơn so với cái phần bề mặt màn hình, thì giúp các bạn tránh trường hợp mà bị vỡ hoặc chảy xước màn hình khi các bạn rơi úp cái điện thoại này xuống. Thì khi các bạn rơi úp xuống thì cái phần cạnh này nó sẽ tiếp xúc với cái phần mặt tiếp xúc, bề mặt tiếp xúc trước. Đây các bạn có thể nhìn lại một lần nữa về cái thiết kế của cái mẫu ốp lưng Zynga Onyx này. Đã. Đây cái chi tiết phần cắt của cái phần camera đây, rất là đẹp ạ. Nó không như những cái mẫu ốp lưng rẻ tiền khác. Cái mẫu ốp lưng này thì khi mà các bạn lắp vào thì nó rất là chắc chắn. Kể cả cái phần hai phần tiền bên cạnh. Với những mẫu ốp lưng rẻ tiền thì nó hay bị bửa hai cái phần này ra. Riêng với mẫu ốp lưng, những cái mẫu ốp lưng hàng chính hãng này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nó rất là đẹp và nó rất là bền. Thế để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào cái link của sản phẩm ở dưới phần mô tả của video. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com. Các bạn tìm đến cái mẫu ốp lưng mà các bạn yêu thích ạ. Đây, rất nhiều mẫu ốp lưng ở trên website của chúng tôi. Zynga Onyx.
Thì để đặt hàng thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhấn vào nút mua hàng ngay, điền đầy đủ thông tin hoặc nhập số điện thoại ở đây thì chúng tôi sẽ có bộ phận chăm sóc hàng gọi ngay lại ngay cho quý khách. Ngoài ra thì để mua hàng thì các bạn có thể gọi điện ngay đến số hotline của chúng tôi 0829 959595. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.